đến giờ khai mạc hội thi, xin trân trọng kính mời quý thầy cô bám hội chúng ta tiến vào hàng ghế đại biểu. Các khán giả khai mạc hội thi, xin trân trọng kính mời quý thầy cô bám hội các quan viên gần trường và chúng ta tiến vào hàng ghế đại biểu chúng ta. Sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Khánh Hòa lên thực hiện nghi thức báo cáo xin ý kiến tổ chức khai mạc hội thi. Xin mời đồng chí. Của những thế hệ đội viên liên đội đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của liên đội Thiên Dương ngày hôm nay. Liên tục là đơn vị dẫn đầu trong quận là liên đội xuất sắc, đạt nhiều thứ hạng cao trong các hội thi hội diễn tại quận và thành phố, được nhiều bằng khen công nhận xuất sắc của Trung ương đoàn và thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều cá nhân đạt được giải thưởng kim đồng của Trung ương đoàn, nhiều cá nhân nổi bật là điển hình cháu ngoan Bắc Hồ. Hôm nay nhiều đội viên của liên đội Thiên Hội Dương vẫn không ngừng ra sức phấn đấu tiếp nối truyền thống khỏe vang của liên đội đến liên đội Thiên Hội Tạo. Liên đội Nhật Tạo với tổng số học sinh là 297 học sinh và số 126 đội viên, nhiều năm liền đạt danh hiệu liên đội xuất sắc. Liên đội đã có sáng kiến kinh nghiệm cổng trường em sạch đẹp an toàn. Năm 1997 được đoàn ngành giáo dục quận 10 và ủy ban nhân dân quận 10 công nhận. Năm học 2009-2010, liên đội tích cực tham gia các hoạt động đội, chủ động sáng tạo, quyên góp tặng 2 tấn quần áo cũ và 400 quyển sách giáo khoa cho đồng bào miền Trung. Năm học 2011-2012, liên đội Nhật Tạo đã đạt được danh hiệu liên đội xuất sắc cấp quận.